anh Thảo hả? À, chị Đế Liêm. Anh có nghe chuyện động trời gì chưa? Ôi, nghe rồi. Nghe rồi, không báo gì hết trơn vậy cha? Thì cái chuyện đó ai cũng biết hết trơn, báo gì? Chuyện thằng Quang Minh có vợ bé chứ gì? Có chuyện này tôi chưa biết à. Ủa mà anh nghe ai nói? Thì ông Đào nói. Trời đất ơi, trời gì? Còn chuyện khác động trời hơn nữa kìa là chuyện thằng Andy Watt ở trong trung tâm mình á. Nghe chị sao? Nó bỏng. Ai nói? Thì ông Đào nói. Trời ơi. Trời gì? Còn nữa, còn Cát Tiên nữa. Cát Tiên sao nữa? Cát Tiên nó đang có bầu. Ai nói? Thì ông Đào nói. Trời ơi. Nhưng mà xong rồi, xong rồi, xong hết rồi. Xong sao? Nó phá thai rồi. Trời. Ai nói? Thì ông Đào nói trời. Còn nữa, còn nhiều chuyện lắm. Thôi thôi thôi, thôi anh ơi. Trời đất ơi, mấy cái chuyện đó là đồn không à. Ủa? Vậy chứ Liêm không biết hết đó, gọi lại báo cái gì đây? Ừ, tôi báo anh cái chuyện còn động trời hơn nữa. Chuyện gì động trời? Thằng Dân Sơn nó tính bán trung tâm. Hả? Hả? Cái gì? Thằng Dân Sơn nó tính bán trung tâm. Từ từ, cái gì? Bán trung tâm? Ừ. Ai nói? Trời ơi, mẹ nó. Ủa, không phải ông Đào nói hả? Mẹ nó nói. Sao vậy sao? Gì? Không tự nhiên quyết định bán trung tâm vậy? Giờ không bán thì sao sống nổi? Vậy từ trước giờ lúc nào Sơn cũng nói là anh em mình phải sống chết với cái nghề này. Tại sao bây giờ bỏ? Bây giờ vấn đề sang băng lậu, coi băng lậu giờ nó tràn lan hết trơn rồi. Chưa tính tới cái vụ mà upload lên internet cho coi free nữa. Càng làm càng lỗ vốn, càng làm càng thiếu nợ. Làm nữa không? Bỏ. Đấy Sơn, có gì từ từ tìm cách giải quyết. Bàn bạc với anh em không tự nhiên bỏ ngang à. Sơn bỏ ngang hồi nào? Sơn muốn bỏ lâu lắm rồi Liêm. Mà cũng tại vì anh em thôi. Mà bây giờ chịu đựng hết nổi rồi. Xin lỗi nha. Hello. Dạ, dạ anh Công. Dạ, dạ sao? Có người offer hả? Full price luôn. 1 triệu. Xin lỗi nha. Dạ dạ, ok ok. Dạ dạ dạ, ok em thấy gì. Anh Tạo nè. Bây giờ phải tính sao chứ. Đâu có để cho thằng Sơn nó bán trung tâm vậy được. Đúng vậy, phải có cách gì cứu trung tâm nè. Thằng Sơn nó bán trung tâm là tại vì mấy người sang băng lậu phải không? Đúng vậy. Bây giờ mình chơi gậy ông, đập lưng ông. Là sao? Tức là người ta sang băng lậu, mình cũng sang băng lậu. Nhưng mà băng của mình sang trước đó. Vậy trước kia đó mình làm nó giết mình. Ừ. Bây giờ mình làm mình tự giết mình luôn phải không? Đó, vậy mới là gậy ông đập lưng ông. Đập lưng ông, đập lưng ông. Sao cái nội, đập mấy giờ vậy? Ừ. Mấy người sang băng lậu là ta chơi kiểu gian lận. Vậy mình chơi giang hồ. Giang hồ phải không? Ừ. Vậy là sách dao đi chém chết tụi nó hết. Rảnh quá, chém hết không? Phải ông ơi, ý là em nói muốn mình sẽ chơi tà ma ngoại đạo vậy đó. Là sao nữa? Ếm bùa. Ờ, vẫn chơi mà thời buổi này trên đất Mỹ làm gì có thầy bùa mà kiếm. Cái nội này lạc hậu. Thời buổi này là thời buổi internet. À. Không, anh lên internet anh download cái gì cũng có hết trơn á. Download công thức chế bom nguyên tử cũng có, đừng nói tới mấy lá bùa. Vậy mình mất thời giờ đi kiếm lá bùa làm chi? Để ếm nó, chế mẹ nó nguyên cái bom nguyên tử nổ một cái chết hết. Chết hết luôn. Ừ, anh còn sống không? Mệt anh quá anh ơi. Thôi bây giờ về nhà đi, download cái lá bùa xuống rồi mình làm thử coi nó công hiệu không. Đi. Không tin cha nổi đâu. Tôi nghi quá. Alo, cho tôi gặp anh Công địa ốc đi. Dạ chào anh Công. Tôi nè. À tôi xin tự giới thiệu, tôi thằng Trung. Sao lâu quá vậy, xong chưa? Trời ơi, làm bùa ngải phải để cho người ta tập trung chứ. Hả? Không tập trung rồi lỡ làm gì hậu quả không biết ra làm sao luôn á. Vậy tập trung đi, tập trung đi. Đâu lại vô lại nha. Rồi, đọc thằng chú đi. Rồi.
chóp 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 trời ơi, anh đọc bằng tiếng Campuchia sao tôi hiểu? Dịch thì tôi mới biết đường tôi làm chứ. Cái này là kêu nè, là anh nè. Tức là dịch nó kêu là lấy cái bùa tròn như cái dĩa, lấy ngón tay giữa thọt vô cho nó cứng. Lấy cái lá bùa tròn này, lấy ngón giữa thọt vô. Xong rồi, giai đoạn thứ hai, phải đọc Úm-bá-la bắt là hồng hai lần, rồi mới quơ lên hình người nhân này. Ủa mà thằng này thằng nào? Thằng Sa Băng Lậu. Ủa nó đó hả? Vậy chết nó rồi. Rồi xong, thằng này tiêu rồi nè. Rồi, giai đoạn kế tiếp, lấy cái dĩa thiệt. Dĩa thiệt này phải không? Rồi, lấy cái lá bùa vuông. Lá bùa vuông. Chà lên cái dĩa. Bùa đen gì? Chà mặt kia. Bùa đen gì? Giống như copy go, nó sang không được, copy không được. Vậy hả? Rồi, chà lên. Rồi, xong. Rồi, xong. Lấy cái lá bùa, cuốn tròn lại, thọt vô cái lỗ giữa. Lấy cái lá bùa, cuốn tròn lại, thọt vô cái lỗ giữa. Bùa để làm gì? Để cho cái đĩa nó bỏ vô máy đó, nó kẹt cái cốt, chạy không được. Vậy đó hả? Hay á. Thằng chú ém nó luôn phải không? Đó, gãi máy. Rồi, rồi. Hết rồi chưa? Giai đoạn cuối cùng mới quan trọng nè. Tất cả những cái gì mình ém từ nãy giờ đó, phải dùng tàn nhang liện vào trong cái lò lửa để cho lửa phục lên cao, đưa khói bay khắp bốn phương trời thì mới hiệu quả hết mấy thằng sao mặt lại. Có tàn nhang ở đây. Đúng rồi. Giờ dục vô đây phải không? Dục vô ha. Nhưng mà tàn nhang dục vô sao cháy? Không thì bùa chị sao mày làm vậy đi? Liên mà anh học quá học anh biết mà tàn nhang làm sao mà cháy được mà nấy nè. Trời ơi tôi download trên internet mà. Anh đứng ra đi, anh khách luôn đó, liền vô cháy anh quăng liêm liền đó. Dì Liên, dì kêu qua gấp làm gì đây? Nè. Gì vậy? Gì vậy anh Thảo? Người này là ai vậy? À, quên, để giới thiệu cho anh biết. Này là Sơn, chủ trung tâm. Sơn. À, đây là Thảo. Hai, hai Sơn. Tôi có dẫn chơi nghe, kêu qua có chuyện gấp không? Về còn lo công chuyện nữa kìa. Rồi, ông Thảo mất trí nhớ rồi. Cái gì mất? Nhớ sao nhớ? Liêm nè, anh là Thảo, còn đây mới giới thiệu là Sơn. Có thấy không? Tôi có giỡn chơi nha, tôi về đây. Trời ơi, muốn cho nghe nè. Ông bị mất trí nhớ rồi, bây giờ ông không có nhớ gì về quá khứ hết trơn á. Kỳ mới đây mất trí nhớ là gì? Trời ơi, để kể từ từ cho nghe. Tại vì Liêm với ông Thảo nghe tới tin mà Sơn bán trung tâm, cho nên đó là hai người mới tìm cách nghĩa là làm cái bùa để ém mấy người sang Băng Lậu. Nhưng mà không ngờ download xuống rồi công thức nó bị gì sao á. Rồi lúc mà Liêm làm cái tự nhiên nó accident, nó đổ cái rầm, cái giờ ổng vậy đó. Giờ ổng không nhớ gì hết trơn á. Thiệt mà. Giờ muốn chơi gì đây? Đâu có chơi gì đâu. Không chơi gì, em đang làm gì đây? Đâu có làm gì đâu. Thì chưa nói rồi, ổng không có nhớ cái gì hết trơn á. Nhớ chứ sao không nhớ. Đây là Liêm, anh là Thảo, còn đây là Sơn. Trời ơi, bị tiếng nông nổi như vậy, kêu Sơn qua làm gì? Kêu ambulan, chở đi bệnh viện tâm thần. Lên ICU. ICU? Ê, ê, tao biết ICU. ICU là tao thấy mày. Không phải, ICU là bệnh viện chữa tâm thần hay lắm. Tâm thần là gì? Tâm thần là anh đang... khổ quá trời, nãy giờ Liêm cũng nói chuyện với ông cả tiếng hồ luôn á. Cứ vòng như hoài, ổng không nhớ gì trơn á. Mà cái này ổng đâu bị tâm thần đâu, đi ICU. Bị gì? Ổng bị bùa. Bị bùa thì giờ mình phải tìm thầy để gỡ cái bùa đó ra. Ở đâu thầy, ở đâu? Campuchia. Ý, giờ Liêm với Sơn đưa ông qua Campuchia đi. Cái gì Sơn với Liêm? Chứ sao? Cái này Liêm làm anh bị vậy à. Liêm có trách nhiệm Liêm đưa ông đi chứ mắc mớ tới Sơn. Ê, gì mắc mớ? Liêm với ông Thảo mà như vậy đó là tại vì cũng muốn cứu trung tâm của Sơn đâu à. Sao không mắc mớ? Cái gì cứu trung tâm? Tôi nói trung tâm còn cái gì đâu mà cứu. Sao vậy? Bán rồi. Có người mới trả double luôn, 2 triệu. Chúc mừng anh. 3 ngày sau tôi sẽ liên lạc lại với anh để chúng ta ký giấy tờ đóng escrow. Cảm ơn công nhận. Đây là ai ta cũng biết hết trơn à. Bây giờ ba anh em mình sẽ diễn một vở tuồng trích đoạn mang tựa đề là Chuyện tình Lan và Điệp. Ồ, Chuyện tình Lan và Điệp thì anh nghe từ hồi nhỏ mà, dễ quá mà. Thì dễ anh mới vô được chứ. Nhưng mà diễn luôn đoạn nào, cảnh nào? Đoạn nào? Cái đoạn mà Lan nghĩa là thôi anh đi nha. Anh hứa sẽ đưa anh Thảo bình phục trở về. Bye mấy con. Bye bye.
ai ai đẹp hơn Di Liêm? Vợ anh với ai? Ôi, dẫn chơi mày. Tao tuổi gì xong có vợ trẻ đẹp gì được. Còn mấy đứa nhỏ? Con anh với ai? Thích bay rồi đi. Anh không nhớ có vợ sao có con được. Mệt quá, giải thích hoài à. Đi đi em. Trong đó có gì mà anh ngó quậy? Không biết cái này anh chụp hồi nào mà anh không nhớ à? Ừ, mất trí nhớ đâu nhớ. Tôi nói bận ở nhà lo trung tâm à. Đi đâu ạ? Bên công ty địa ốc đang lo thủ tục giấy tờ. Sơn có 3 ngày muốn đưa anh Thảo qua tới bên Campuchia xong rồi xin về. Vậy đi làm chi cho mất công? Liêm. Gì? Qua bên Campuchia rồi nói tiếng Anh ai hiểu không? Ai biết? Rồi sao? Nói tiếng Campuchia chứ nó. Ai nói? Liêm. Chơi quay. Trời ơi. Tại sao không biết chứ Liêm nói tiếng Campuchia hàng ngày. Nói đâu? Thì cũng tiếng Nam Giang. Tại sao hôm qua tới mình xin đẹp hả? Tại vì lúc Liêm download cái bùa xuống, nó có dặn nếu có gì trục trặc thì đi qua bên Siem Reap, tới cái đền Angkor Wat. Ở đó có một ông thầy nổi tiếng, ông có giải được cái này đâu. Mình phải tìm mọi cách kéo thời gian cho trễ chuyến bay đi Siem Reap để cho thằng Sơn không kịp về Mỹ bán trung tâm. Nhớ nha. Các bạn ra tới. Cậu sao, cậu sao? Đó. Ngon quá. Món gì mùi nghe khủng khiếp vậy? Thì cũng biết. Cái này là đặc sản của Campuchia. Mắm bò hóc. Trời ơi, ăn mắm bò hóc sống hả? Ừ. Thôi đừng có giỡn nghe ông. Còn có 15 phút nữa là lên máy bay rồi nghe. Ăn cái này mà bụng dạ yếu yếu, một lát nó cầm quần chạy không kịp á. Phiền lắm, đừng ăn cái này. Ê, nó khủng quá đi. Qua tới Campuchia mà không ăn món này, về Mỹ có tiền ăn cũng được đó. Hồn quá luôn á. Rồi đó, cũng vô bỏ miếng cao vô. Đó, nghe không? Quá ngon luôn, vứt luôn á, Thảo ăn miếng ăn thử miếng coi. Thôi mà ăn đi. Thử miếng đi. Cái gì vậy? Đói bụng hả? Thấy chưa, tôi nói mà không chịu nghe. Tôi nói là bụng dạ yếu, ăn cái này là chết. Còn chờ chút đi, đi rét luôn. Ê. Are you okay, man? Liv!
Excuse me. Ủa, anh nào? Tới lâu chưa? Tao báo tin cho hai người biết luôn. Gì? Cái chuyến bay từ Phnom Penh đến Siem Reap mỗi ngày có một chuyến à. Bây giờ nó bay mất mẹ rồi đó. Gì? Con chuyến à? Làm sao đây? Chết cha rồi. Hả? Trời ơi, có gì đâu chết cha. Trời ơi, vậy là còn khoái nữa à. Thấy không, dư thời gian à. Mình đi vòng vòng thành phố Phnom Penh mình chơi. Cái mai mình bay, có gì đâu tính. Tôi không có giỡn nghe, tôi không có giờ à, chơi kiểu đó tôi đi về Mỹ liền à. Bây giờ tôi tính cho, kiếm một chiếc xe van. Ừ. Một người hướng dẫn viên du lịch Việt Nam dắt mình đi xem đẹp, 6 tiếng đồng hồ tới. Sao biết 6 tiếng? Cái máy bay nó bay có 45 phút mà. Đi xe 6 tiếng là nhiều rồi. Trời, tính hay vậy đó. Như vậy đi, đi đi, đi. Good morning. Yes, we would like to book a tour to the Siem Reap. Can you help? This is the information of Siem Reap. Oh, thank you. Mm-hmm. And this is address to the tourism office in the city. Oh, thank you. Mm-hmm. And how we get there? You can take a taxi outside. That easy, huh? Yeah. Thank you again. I couldn't drive. This is so nice. Thank you. Go, go, go. Excuse me. May I take you a picture? Thank you. It's closing doors in 1 minute. Đi. Đồ đẹp hơn rồi. Đáng đợi chụp cấp. Xấu quá. Ê, 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 ê. Kiếm gì sao? Kiếm cái đồng hồ. Cái gì đồng hồ? Mới đưa anh qua tới đây chưa có trị bệnh cho anh nữa. Là bồn chồn muốn đi về là sao? Không phải. Kiếm cái đồng hồ tính tiền. Xe taxi mà không có đồng hồ tính tiền rồi lát mình biết đường đâu tính. Trời ơi, không biết gì hết ông ơi. Ở bên Campuchia cái xe taxi nó không có gắn đồng hồ. Được, nãy lên xe có ai hỏi thăm tiền bạc gì chưa? Chưa. Được, lát nữa tính nhiều chẳng nhiều hả? Trời đất ơi, làm gì nóng dữ vậy? Hai cha nổi này không biết tiếng Miên nè. Hồi nãy xuống phi trường tôi đọc kỹ lưỡng rồi. Nó nói cái xe taxi mà chạy từ phi trường mà vô tới thành phố chỉ có 7 đô la thôi. Rồi lát nữa nó không tính 7 đô rồi tính lên tới cả 100 đô rồi thằng nào trả? Sơn trả cho ai trả? Gì? Dư chơi hoài. Dạ. Lát nữa tới 100 đô rồi Liêm trả đó. Mắc mơ gì tôi trả. Mắc mơ tôi. Tại Sơn mà tôi với ông Thảo mới qua đây nè. Giờ có 100 đô la làm gì dữ rồi. Trả đi. 100 đô la tôi sẵn sàng tôi trả. Nhưng mà với điều kiện là đàng hoàng kìa, không lường gạt kìa. Cái này là lường gạt tôi không trả. Cái gì Sơn này thiệt á. Lúc nào cũng lo sợ á. Cái gì lường gạt? Người có người tốt người xấu chứ. Ừ. Không có tốt xấu hết trơn. Cái này là lường gạt 100 đồng mà Liêm trả đó. 100 Sơn trả. Liêm lặng. Nghe anh mày nói nè. Chữa bệnh cho anh quan trọng hay là 100 đô quan trọng? Nếu 100 đồng á không quan trọng. Anh Thảo trả. Tao không trả, hàng bay trả. Anh trả. Không. Anh Thảo trả. Không. Nếu... Vậy nhà anh để riêng rồi tôi. Hả? Nó nói gì vậy? Nó nói tiếng Miên. Nó nói vậy Liêm. Nó nói có 7 đô la không mà cãi lộn bung sùm. Nó nói là để anh Sơn trả. Nó nói anh Sơn trả. Lát nữa 7 đồng thì em trả. Ừ. Còn nhiều hơn Sơn không có trả. Em suy nghĩ kỹ rồi. Đừng có để gì 7 đô la mà để thằng này nó coi thường tụi mình. Để em hy sinh em trả cho. Cũng được. Nếu mà nó tính lên tới 100 lúc đó anh Sơn mới trả. Vậy? Tôi nói nếu thôi mà. Nếu có gì, nếu mà 100 đô Liêm trả, anh Thảo trả đi. Tao mất trí nhớ tao không có trả. Mất trí nhớ mà trả tiền xe cho tao chứ. Có ai mà đi xe chùa vậy không? Còn nãy người nào kiếm thứ gì đó trả. Không, Sơn trả, anh Sơn quay trả. Tôi không trả. Mất trí nhớ tao trả. Giờ ông lên hỏi bác tài để coi giờ không trả tiền xe là ai trả tiền xe. Ờ, lấy ba tiền mình. Cho nghe rồi tôi. Nghe bao nhiêu tiền kia? Bạn ơi. Anh Lê! Nhưng mà người đó đừng có cờ bạc anh ơi. Ừ, đúng. Anh cũng ghét mấy cái thằng cờ bạc đó em. Thằng Sơn đó. Nó cờ bạc luôn, nó bán luôn cái trung tâm của nó đó. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà còn đỡ hơn mấy cái người mà rượu chè anh ơi. Ừ, mấy thằng đó cũng xài không được em ơi. Tìm đâu sao? Đi sang đi mẹ. Bảo Liêm.